các bạn, mình đang dọn kho nha. Ở đây mình dọn cái lô BLDC, động cơ brake led khủng. Cái lô này có thời điểm rất là hot nha. Ôi, mình để ngoài đây cái nó dính nước các bạn ơi. Dính chút chút nước nha. Bởi vậy mình dọn vào trong, con này ngon nè. Con này hiện tại thì rất là nhiều shop đang quấn lại các bạn. Để như vậy thì nó ít ứng dụng nha. Để như vậy thì mình báo các bạn là được ứng dụng như là gì. Để như vậy thì được giống như là chạy quạt trần, ha, phát điện mini các kiểu. Còn khách nào quấn lại thì có thể chạy được những động cơ, những cái ứng dụng lớn hơn như là máy hút chân không hay các kiểu ha. Hiện tại mình đang có chương trình xả hết các bạn. Xả hết thì 140k một con ha, không bao gồm phí ship. Còn khách nào lấy lẻ thì 200k nha, bao ship nha. Đủ dây đủ sắt. Xả cái lô này các bạn, còn cỡ hơn 100.